Rồi. Anh chị nào mình uh, làm người mới thì uh, tôi cũng chia sẻ một xíu nha là câu lạc bộ chúng ta đang cùng nhau đi qua quyển sách bí mật tư duy triệu phú. Và mình đã đi qua tư duy trị phú số 10 là người giàu, người giàu thì biết đón nhận, người chưa giàu thì họ không biết đón nhận. Thì ở cái tư duy này anh chị nó sẽ có hai lý do. Hôm trước thì tú đã uh, đã cùng với các anh chị phân tích cái lý do đầu tiên. Đó chính là gì ạ? À? Là uh, thứ nhất ấy lý do vì sao mọi người không có mạnh dạng đón nhận nha, thứ nhất là bởi vì nhiều họ cảm thấy là họ không có xứng đáng, Ừ họ cảm thấy là họ không có xứng đáng, ờ, thì hôm trước mình đã đi qua cái lý do này rồi anh chị, là chúng ta chưa có tham gia sáng ngày hôm nay đó, đó, sáng ngày hôm thứ sáu thì các anh chị chúng ta có thể là hỏi lại chủ nhóm mình xin lại cái đường link để xem mấy cái video ngày hôm đó anh chị nha, nội dung ngày hôm đó rất là hay, nói tại vì anh chị biết không, nếu mà các anh chị chúng ta không có không có thay đổi cái 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 tư duy này nha thì các anh chị có học bao nhiêu kiến thức các anh chị có làm bao nhiêu công việc thì anh chị vẫn mãi không có thể bước phá được cái mức thu nhập cao hơn được anh chị thành ra anh chị biết không ờ, sau khi họ học xong cái ngày hôm tư duy mà cái phần đầu của tư duy triệu phú số 10 ấy, thì chủ nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của các anh chị trong uh, câu bộ của mình nhóm học tập của mình đi để cho các anh chị ấy bảo rằng là Lý do vì sao mà trước giờ cứ bị lũng đoạn tài chính là bởi vì mình đi kiếm tiền và đi làm giàu với một cái mục tiêu là mình muốn chứng minh cho người khác xem. Muốn chứng minh bởi vì khi mà mình muốn chứng minh ấy anh chị, anh chị có đồng ý với Tố rằng là khi mà mình cố gắng mình chứng minh cho người khác là mình uh, xứng đáng thành công, mình là một cái người rất là giỏi, là bên trong mình nó đang đang có một cái cảm xúc đó chính là cái cảm xúc bị tổn thương, cái cảm xúc cái sự thiếu thốn, cái cảm xúc của cái việc là nói chung mà không có được đủ đầy đúng rồi rất đúng à nên là mình mình mới muốn chứng minh chứ có phải anh chị đã từng trải qua những cái lần mà anh chị muốn chứng minh cho một ai đó xem để về cái gì không thì có phải anh chị có những cái cảm giác như thế không yes và nếu anh chị đi kiếm tiền với một cái cảm xúc và một cái mục tiêu cái cái ý cái ý niệm ấy, cái mục đích anh chị đi kiếm tiền đó là để muốn chứng minh ấy, thì anh chị sẽ không bao giờ có được sự thành công bước phá được và cái điều mà tôi cũng đã uh, đưa cho anh gọi là chia sẻ anh chị cái ví dụ uh, chính bản thân của mình cũng như là uh, mình đã nhìn thấy rất là nhiều cái câu chuyện không chỉ ở trong sách của tác giả mà còn ngoài đời thật nữa anh chị nha cho nên thành ra chúng ta hãy viết ra họ anh chị đã làm bài tập về nhà chưa viết ra ít nhất 10 lý do vì sao anh chị cũng trở nên thành công và giàu có thay đổi cái câu chuyện của mình anh chị nha anh chị nào đã làm xong bài tập về nhà rồi comment số 10 đi à anh chị phải làm nha bởi vì những cái bài tập tôi đưa ra là nó đang hỗ trợ cho cái việc mà thiết kế là các bạn kế hoạch tài chính trong tâm thức của anh chị đó nếu mà anh chị chúng ta chỉ học thôi chúng ta nghe mà chúng ta không có thực hành nha thì cái rốc rễ cái anh chị nó vẫn ở đó thôi anh chị biết không chờ bây giờ anh chị bao nhiêu tuổi nha thì tương ứng với bao nhiêu năm anh chị bị cài đặt những cái tư duy này rồi và bây giờ chúng ta không dùng những cái cái phương pháp những cái kỹ thuật để chúng ta bứng cái rễ đó lên mà chúng ta gieo tại vì khi anh chị muốn muốn gieo hạt giống mới à, ờ, chị phải gieo hạt giống mới đúng không nhưng mà thằng giống mới thì nó cần cái nó cần cái thời gian chúng ta chăm sóc tưới nước và nuôi trồng nữa chúng ừ. ta phải có và nếu anh chị muốn có cái kết quả thay đổi thu nhập về tài chính mà nó nó, nó nhanh ấy, thì anh chị phải nhanh chóng cho cái việc thay đổi tư duy rất rẻ của mình thành ra là tối sẽ có những cái bài tập để anh chị có thể là thay đổi thì cái anh chị chúng ta phải phải làm theo nha và trong số anh chị chúng ta cam kết là mình nghiêm túc đâu ạ à? trời phòng gym mình À uh... 400 con người mà bây giờ hỏi bao nhiêu anh chị làm bài tập rồi thì còn chưa tới 100 người nữa thì anh chị thật sự nghiêm túc với cuộc đời mình không giữa cái việc nói với cái việc làm nó khác nhau nha và nói thì nó không ra kết quả anh chị làm nó mới ra kết quả đúng mà nên là anh chị nào chưa làm thì trong ngày hôm nay anh chị phải làm đúng không ạ còn nếu anh chị không làm thì tôi cũng không làm được gì với anh chị đâu chỉ là cuộc đời nó sẽ cho anh chị những bài học mà anh chị phải trải qua thôi ngày xưa mình đi học mình làm không đúng mình sợ cô giáo la cho điểm trừ đúng không nhưng sau này anh chị ra đời không ai trừ điểm anh chị đâu chỉ là anh chị không có tiền nhiều hơn thôi và đó là cái cái đó là cái cái gọi là cái sự đó là những cái gọi là cái giá, cái giá nó trả kinh khủng lắm anh chị không có tiền thì mức sống không được ta tăng lên ăn cũng dám ăn tiêu không dám tiêu mặc không dám mặc con cái thì chỉ dám cho học những cái trường nào mà càng rẻ càng tốt ăn thì cũng ăn rồi là uh, rau củ quả à, thịt cá thêm một thịt cá này kia thôi đi du lịch thì cũng không dám đi đâu hết hồi xưa mình đi học á mình làm mà mình không có chăm chỉ mình lười biết đúng không thì sẽ bị hạn hành kiểm cô giáo la cho điểm không có cao ra đời thì không ai chịu điểm anh chị đâu nên là nằm ở cái chỗ ý thức của mình anh chị Khát vọng của mình càng lớn Thì cái tinh thần tự giác Và cái tinh thần ý thức của mình Nó phải cao lên Chứ không phải mình đợi Đó thúc mong mình Hay đợi đó đẩy mình đi Tú chia sẻ anh chị một cái trải nghiệm Mà Tú được nghe cái anh chị Trong đội nhóm của mình Đi học cùng với mình ấy, Ở bên nước ngoài Tú tôi ở Thái Lan anh chị ha Đi học uh, 2 ngày hôm nay Thì các anh chị uh, gọi là Anh chị biết không Đi học cái sự kiện Mà hơn 25.000 người Tú thì uh, tuyệt vời là Bởi vì Tú đi hàng VIP anh chị tôi đạt chuẩn là thành ra tôi đi lối VIP cái lối VIP của tôi, tôi cực kỳ thông thoáng luôn là tôi check in giờ nào cũng được và đi vô lúc nào cũng được không có phải bị xô đẩy hay chen lấn và máy lạnh rồi các kiểu là rất là thông thoáng thế là những anh chị trong nhóm của tôi á lúc mà tôi bảo làm đi làm lên đi VIP cùng tôi cái xong mọi người không có hình dung được rằng là nó xếp hàng 25.000 người nó sẽ kinh khủng như nào cứ kiểu như là cưỡi ngựa xem hoa thôi nhân nên doanh nhân nói trưởng nhớ mình nói thì vẫn dạ vâng ai viết sơ rồi doanh nhân rồi viết trưởng nhóm rồi nói chung viết dữ lắm. xong rồi họ đợt rồi có trải nghiệm anh chị hai mươi mấy nghìn người xếp hàng ở ngoài. thế thì tôi nghe một chị trải nghiệm mà chị vừa kể chị vừa khóc anh chị nghĩa là nắm chặt tay nghĩa là quyết tâm là đây là cái lần cuối cùng là mình đi cái lối này và những lần sau mình phải đi vip cùng với doanh nhân thanh tú đúng không ạ? chị nói với tôi ấy, ở ngoài kia không ai đẩy nghĩa là ở ngoài kia là mình thích thì mình làm mình không thích thì mình làm không làm đúng không nhưng vào đây khi mà xếp hàng anh chị anh chị không đi người ta vẫn đẩy cho anh chị đi ủa giờ bạn không bây giờ bị sát nhau anh chị nghĩa là chật quá mà bây giờ mình không có nhích được mà cái người đằng sau người ta cũng không chịu hiểu cho mình người ta buộc mình đẩy mình đi anh chị để mình tiến về phía trước để mà người ta còn đi lên để người ta vào trong chỗ người ta đi lên cửa tại bị chi chi chuyển tới cái cổng mà chị nó xa lắm mà xếp hàng dài mà anh chị biết một cái nơi mà có thể chứa 25.000 người nó rất là to anh chị nha xếp hàng dài mà xếp ở ngoài ngoài nắng nghĩa là không ở được trong không có chỗ không có được ở trong cái hội trường máy lạnh để xếp hàng như tú anh chị mà mọi người vô tới nơi là coi như ướt áo rồi nói chung là buồn hôi một kê nhảy nhảy luôn và bạn bà chị ấy nói với tú rằng lúc mà chị ấy xếp hàng ấy chị ấy ghi chặt tay và chị ấy nói rằng đây là lần cuối cùng không cho phép mình gọi là tầm thường như thế nữa và không cho phép những cái cảm xúc gọi là vớ vẩn và cái con người cũ của mình nó chào dậy nó bởi vì cái lúc mà ra với thế giới cái lúc mà cuộc sống đẩy đưa mình anh chị ở bao trong số anh chị chúng ta thấy rằng lắm lúc là chúng ta muốn gì à? dừng lại nghỉ ngơi xíu cũng lắm lúc này muốn dừng lại là coi như không muốn làm gì nữa nhưng mà cuộc đời vẫn đem đến cho anh chị những cái điều mà làm anh chị vẫn phải tiến về phía trước đâu nhiều lúc nói xí xí cho nghỉ trái lao xíu cho cho nghỉ giải lao xíu giờ mệt quá áp lực quá sự chết quá rồi nhưng mà cuộc đời vũ trụ đâu quan tâm thậm chí là còn mang nó cho chị nhiều cái vấn đề hơn để anh chị phải đi nhanh hơn nữa. tại vì thế giới này liên tục phát triển nếu anh chị không phát triển thì anh chị bị lụi tay thôi mà chỉ làm mày có chuyện dừng lại và đến cái việc mà ship hàng thôi còn có bài học cho mình nữa thì tôi tin anh chị biết không à cuộc sống này nó tất cả mọi thứ nó đều nếu mà anh chị có sự quan sát và có sự tỉnh thức anh chị sẽ học được rất nhiều bài học từ trong những cái hoạt động sinh hoạt của mình mỗi ngày luôn Anh chị sẽ nhìn thấy những cái bài học trực tiếp của mình Gọi là nó, nó, nó ở ngoài cuộc sống của mình luôn Chứ không nhất thiết gì Anh chị phải đợi là à, tôi gặp cái vấn đề này Tôi có cái cái vấn đề kia Thì anh chị mới có bài học nào Đó và những người bạn của tôi đã có cái bài học đó anh chị Xếp hàng đi ăn Xếp hàng đi vệ sinh Mà anh chị biết 25.000 người Thì uh, có hơn uh, gọi là gần 5.000 người là Thuộc uh, dạng gọi là uh, VIP ấy, Thì có nhiều nhà vệ sinh lắm Xếp hàng nó cũng nhàn lắm còn cái ở dưới mà 20.000 người đó Thứ nhất ngồi xa hội trường Cái thứ hai là chen chúc nhau đi vô Cái thứ ba đến lúc đi ăn cũng khó nữa Xếp hàng mua đồ ăn Đó Bao nhiêu cái phòng gọi là quán ăn Phục vụ cũng không phục vụ nổi Rồi cái lúc mà đi về Hồi chiều hôm qua đi về trời mưa Thì cũng phải xếp hàng Còn tối đi một lèo ra thẳng cái nơi Để mà tập trung lên xe rồi anh chị Và đó là phần thưởng xứng đáng Cho sự nỗ lực của mình anh chị nha Tôi làm việc rất là chăm chỉ và nỗ lực hết mình để mà đạt được cái cái gọi là cái cái kết quả như vậy. Và cuộc đời nó cũng tương xứng như vậy, nếu anh chị bảo là anh chị đã cố gắng rất là nhiều, tôi nỗ lực rất là nhiều, tôi cố gắng tôi làm việc rất là chăm chỉ thì tại sao lại bất công? Và dạ, tôi chia sẻ anh chị một điều nha, khi mà tôi đến đó tôi gặp những người thành công ấy, thì tôi mới thấy được rằng là mình rất là nhỏ bé. Anh chị nhìn tôi rất là giỏi đúng không? Anh chị đang rất ngưỡng mộ tôi đúng không? Nhưng mà thế giới ngoài kia còn kinh khủng hơn như vậy nữa anh chị rất là kinh khủng luôn mà họ làm việc cực kỳ chăm chỉ luôn họ không để những cái cảm xúc những cái chuyện nhỏ nhặt mà làm chi phối cái để mà chi phối cái 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 sự tập trung của họ tiến tới mục tiêu của họ đâu cho nên anh chị bản thân chúng ta hãy gì à? hãy quyết liệt lên nha à, và hãy ra khỏi lũy che làng của mình đi anh chị anh chị ra với thế giới đi à, tháng 10 nhà tôi cũng có chuyến du học đến với Hàn Quốc ấy. vừa du học vừa nghỉ dưỡng và một năm thì tú sẽ dành uh, ít nhất là ba lần ra với thế giới vừa đi học vừa đi chơi à, để mà tối về tôi vừa kết hợp đi học vừa được đi chơi ít nhất là tú đi chơi để mà mình thay đổi trường năng lượng mình đến với những cái quốc gia mình học về cái văn hóa mình học về cái cách họ kinh doanh mình uh, sao gọi là à? biết về cái phong cảnh ở những cái nơi đó mình được trải nghiệm những cái món ăn những cái uh, danh lam thắng cảnh ở những cái nơi uh, trên thế giới ngoài ra mình đến đó mình kết hợp cả cái việc học tập nữa anh chị và tôi thấy cảm cái cuộc sống của tôi bây giờ rất là tuyệt vời luôn rất là tuyệt vời và mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là biết ơn cái hành trình tuyệt vời này à, tôi có thể làm những việc tôi thích nè ở bất kỳ nơi đâu và ở, ở bất kỳ nơi nào ở bất kỳ thời điểm nào và mình còn trở thành con người có giá trị nữa ừ. và nó giống như cái trí máy bay vậy, anh chị những anh chị nào chúng ta là người mới thì anh chị cứ bình tĩnh đi có lộ trình để anh chị phát triển nên anh chị có thể đạt được những cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn như là tự do về tài chính, tự do thời gian và tự do không gian. khi đầu đầu tiên anh chị phải tự do về ba cái này anh chị mới hướng tới cái sự giàu có được. anh chị phải đặt tầm mục tiêu làm sao để anh chị có thể tự do về tài chính chứ Ở đó anh chị mới tự do về thời gian, tự do về không gian. nhưng mà có một sự thật anh chị nha, nếu anh chị không tự do, anh chị không làm chủ thời gian của mình được và không tự do về thời gian được anh chị sẽ không thể nào tự do về tài chính được đâu. Đó. và hôm trước chúng đã chia sẻ anh chị cái lộ trình đó bốn à, bước ở trong cái tư duy triệu số 9 anh chị nhớ không ạ anh chị nào hôm trước chúng ta nhắc lại bốn cái bước đó đi anh chị một cái bước để mà chúng ta có thể là à, vượt qua cái vấn đề của mình đấy Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 là gì ạ? À? Nhớ bài không ta? Nhớ anh chị Trời ơi, 4 ờ, cái bước này mình không nhớ Nên thì thôi 4 bước <laughs> Cái gì vậy chị? Chị giống trên mây quá à chị từ trên trời rơi xuống à mới nơi bốn bước học đi chị phú số 9 đây ừ. mới đúng con cái à chưa đúng luôn rồi không biết ghi ở đâu luôn rồi có ghi lại không vậy thấy anh chị học tập gì đó cần lắm một câu trả lời đúng đâu à cần lắm một câu trả lời đúng rõ hôm đó tôi đọc cho anh chị từng câu từng chữ để anh chị ghi bốn bước luôn mà ta. Bốn bước trong thi di chữ phú số 9 này. Ứng dụng á. Thôi tôi đọc từng câu từng chữ luôn á. Yes, dạ cảm ơn nhân anh nhân chị Nguyễn Mai tuyệt vời quá. Đầu tiên là hít thở sâu. Hít vào thở ra ba nhịp. Thứ hai là ra quyết định lại. Thứ ba, tập trung vào trọng cái đoạn cuối cùng. Thứ tư, là có kế hoạch chiến lược mà dũa bản thân. Ừ. Cho thì cái bước số 5 vô nữa chị. Là kiên nhẫn, bình tĩnh. Đó. Nhớ đó nhớ chưa? À? Chị ghi vô nha. Không ghi được cái chụp lại đi. Chị sẽ nhiệt huyết quá trời nguyên cái buổi đó, giờ không nhớ gì hết. Thế là tôi biết mấy hôm nay anh chị gặp vấn đề anh chị chứ sao rồi đó. Là cuốn vào vấn đề không chứ sao. <laughs> Đúng mà, Ok anh chị nha. Rồi. Tôi sẽ tranh thủ đi qua bởi vì 6 giờ 45 tôi phải di chuyển rồi anh chị. Hôm nay tôi sẽ đi qua Bát Đi đến gọi là trong những cái thành phố gọi là có một bãi biển có một cái bờ biển rất là đẹp và các anh chị mà lạc bộ có những cái trải nghiệm tuyệt vời ở hai ngày tiếp theo Pattaya rồi cái lý do thứ hai anh chị khi mà phần lớn chúng ta có vấn đề với cái việc đóng nhận là bởi vì chúng ta bị được neo cái câu chăm ngôn mà cho đi thì tốt hơn nhiều về vào trong số anh chị chúng ta đã từng nghe câu như thế này nè cho đi thì tốt mà nhận về cho đi uh, cho đi càng nhiều ấy kiểu như là cho đi uh, để mà tích phước rồi uh, tích công đức này kia Thế tôi hỏi anh chị nào. mọi thứ trong cuộc đời này có cái gì là một chiều không? nghĩa là có cái gì mà nó là một chiều không có chiều đi thì có chiều về mặt trái thì có mặt phải trắng thì có đen trong thì có ngoài trên thì có dưới có cái gì mà nó đọc đơn đọc một mình nó anh chị đủ có hai chiếc đúng không đủ có hai chiếc à, có thể là anh chị nói cái muỗng. nhưng mà anh chị nhìn nha mọi thứ nó đều phải là có cái sự gọi là uh, vận hành giống như bây giờ nha anh chị uh, mua một cái ngôi nhà nhưng anh chị đâu phải trả tiền cho cái người chủ ngôi nhà đó rồi xong đâu cái người chủ ngôi nhà đó lại dùng cái số tiền đó để làm gì à? à họ trả tiền cho vật liệu vật tư xây dựng đúng không rồi cái người mà uh, cung cấp vật tư xây dựng nó lại dùng cái tiền đó để gì à trả tiền những cái người mà tạo ra những cái vật tư xây dựng này rồi những cái người mà, mà được trả tiền cho cái việc mà tạo ra vật tư xây dựng họ dùng cái số tiền này, họ gì à? họ chi trả cái mức sống cho gia đình của họ gia đình họ dùng cái số tiền đó để về à? mua rau củ quả mua thức ăn mua quần áo vậy số tiền bắt đầu lương chuyển đến những cái người mà trồng trọt rồi làm làm đồ ăn rồi cũng như may quần áo này kia bắt đầu nó lương chuyển liên tục anh chị hình dung được cái ví dụ tôi vừa nói không ạ à? và thường những cái người nào đó, anh chị những cái người nào mà họ có cái tư duy và họ nói cái câu cho đi thì tốt nhân hơn nhận về thì những người này họ giống như là họ chỉ muốn nhận thôi họ muốn nhận thôi anh chị để mà gì họ nói có ra để mà cái người những cái người được nghe được ám thị về cái việc hãy cho đi nhiều hơn và họ không muốn cho đi cái gì hết trơn nhưng bây giờ hỏi đặt ra anh chị ha nếu mà ai cũng nhận thì ai là người cho và cả thế giới này nếu với 8 tỷ người đều nhận hết thì giờ ai ai có ai cho đâu nhận đúng rồi rất đúng à và bản thân tú ấy, anh chị và tôi tin chắc rằng là các anh chị ở đây chúng ta cũng có cái tư duy rằng là mình cho đi và mình thậm chí anh chị nha tú ấy, đã từng có nghĩa là mình đã từng không nhận gì luôn lúc là nào mình làm gì mình cũng hy sinh ấy. đứng xếp hàng mà mình thấy là uh, giống như ngày xưa tôi đi học với chị minh thân ấy. tôi đi học với đội nhóm của mình ấy. mình tới sớm mà mình bắt đầu mình suy nghĩ là đội nhóm mình ấy cần phải học những kiến thức này cái mình hay nhường chỗ cho họ ngồi mặc dù họ tới trễ cái mình nhường hồi cái xíu mình xuống tới mình mình xuống tới cuối hội trường mình ngồi luôn mà anh chị biết không xuống tới cuối hội trường ngồi ấy, thì nó vừa ồn nè vừa xa hội trường mà mình mắc mắc cười nhất mình cho người ta lên ngồi lúc đó mình vui lắm lúc mà mình ngồi dưới đây nè mình ồn á mình tuổi thân anh chị mình ấm ức mình nói lần sau mình không nhường mà lần nào mình cũng nhường hết trơn bắt đầu người ta lên ta nói chị là người mới ha chị mới tới học ha là bắt đầu mình nhường chỗ cho người ta ngồi cho nên đó anh chị nếu mà anh chị cho đi mà chúng ta không có cái sự là xem xét nha có những cái mình nên cho và có những cái mình không có cho được anh chị không phải mình ích kỷ mà đầu tiên là phải tốt cho mình trước đã bây giờ anh chị chưa có giúp cho mình mà anh chị đi cho hết thì người ta vui nhưng mà mình đâu có vui đâu bao trong số anh chị bây giờ anh chị quan sát cuộc đời của mình đi bao trong số anh chị chúng ta thấy rằng là mình đã từng uh, đã từng như thế và mình không có vui đâu ạ à. cái gì mình cũng nhường ví dụ như là chồng mình ăn trước con mình ăn trước chồng mình con mình mặc đồ đẹp trước mình thì sao cũng được thậm chí có nhiều chị nha là tết tới nơi là coi như là nhà cửa rồi chồng con rồi quần áo rồi kia là nhà có đầy đủ Tới mình là tới hai chín ba mới đi làm tóc, làm neo rồi à, nói chung là bắt đầu là mình mới là người cuối cùng được đẹp với là no mà mắc cười nhất là thế thì ngay từ đầu phải vui đi không có đâu về kể Xong mà làm bộ tóc về làm bộ neo về hậm hợp chồng với con Xong hỏi sao em không vui vui cái Nói không em bình thường mà Mặt bình thường vậy đó anh chị Đâu em đâu có vui em vui mà <laughs> Mà đâu có vui anh chị Bởi vì chen áp mức mà kiểu như là ra Phải chờ đông quá rồi làm 29-30 Tết vừa đông nè Rồi chen chút rồi giá cả thì đắt lên Đúng không à Thành ra là anh chị thấy rằng là Nó sẽ làm cho anh chị có một cái cảm xúc không Một cái điểm gọi là không có được sáng Một cảm xúc không được vui Và làm cho chúng ta gì ạ à? Mình ra đời mình nói rằng à? Thôi ở nhà cho chồng cho con đủ rồi ra đời còn cho người khác nữa mình còn cái gì đâu nhưng mà sự thật đó anh chị cái đó là do các anh chị không có biết cái cách để để mà đối xử với mình nghe anh chị yêu thương mình chưa có đúng cách đấy là anh chị cứ cho đi xong mà anh chị cảm thấy không có được đủ đầy cảm thấy là gì à, à mình đang hy sinh rồi bên trong của mình cảm thấy không có được vui mà anh chị biết rằng là đó khi mà anh chị cảm thấy không có được vui nha À, thì anh chị sẽ giờ thu hút những cái điều không tích cực nó lại mang đến cho các anh chị thêm một lần để anh chị giờ lại cảm thấy không vui và không đủ đầy nữa nhưng mà khi mà tôi biết về những cái kiến thức này anh chị tôi cảm thấy rất là biết ơn bởi vì mình đã thay đổi được rất là nhiều thay vì ngày xưa ha mình cái gì mình cũng hy sinh mình cũng lo cho hết mình cũng cho hết và mình không có giữ cái gì cho mình anh chị mình nghĩ rằng là mình cứ làm tốt như vậy đi Sau này người ta sẽ nhớ tới cái cái, uh, cái sự giúp đỡ của mình Người ta hỗ trợ mình Nhưng mà có đâu Cái xong rồi thành ra mình lại suy nghĩ là giờ À mình làm từ thiện mình tốt như người ta như thế Người ta có tốt lại đâu nên mình Tốt như mình không nên sống tốt với ai Đó Nó đến được cái nhận thức của mình Nó đến được cái sự người biết của mình Nó chưa có đủ anh chị Nó chưa có sâu Thành ra là mình ứng xử trong cái cách giao tiếp và cũng như đó nhưng sự thế nó bị không đúng những lúc mà cần đúng thì mình không đúng những lúc mà cần không đúng cái mình lại đúng và mình bị rối anh chị không biết là khi nào thì nên giúp người ta khi nào thì nên gọi là uh, có cái yêu cầu cho cái việc giúp đúng là phải giúp đỡ đúng cách anh chị thì bây giờ về sau cái tôi dục uh, học anh chị ha thì mình bây giờ mình trở một cái con người à? không không những là mình cho đi mà mình còn phải biết đón nhận nữa. Các anh chị phải biết rằng là mình làm cái gì thì làm anh chị phải lợi mình và lợi người nữa thì nó mới dài hạn được nếu mà lợi người không mà không lợi mình anh chị nó không có dài hạn đâu còn nếu mà chỉ lợi mình mà không lợi người thì không ai chơi với mình đâu vui chơi vui rừng chơi mình đi chơi gì tối ngày toàn là quyền lợi là về mình còn mà bất lợi thì về tôi thì thôi không chơi và trong kinh doanh anh chị hay trong làm ăn nha anh chị phải nhớ là luôn luôn có lợi cho cả hai bên như là tư duy tư duy gì ạ à? tư duy win win ấy đâu bên cùng có lợi chị gọi là đau bên cùng thắng đó anh chị thì mới dài hạn được nên anh chị nào mà chúng ta hay hay bị thích cái việc hy sinh ấy đã anh chị nhớ nha nếu mà chúng ta đã đã và đang có cái tư duy là mình hay hy sinh cho gia đình của mình các tướng này kia thì anh chị nhìn thử xem mình hy sinh bao nhiêu năm nay bây giờ mình là ai mình nhìn mình trong gương đi cái tướng của mình rồi gương mặt của mình rồi mái tóc của mình rồi cái vóc dáng của mình nó còn giống như cô gái 18-20 tuổi năm đó mà À mà anh chị hay thay đổi cái từ nha Mà anh chị hay thay đổi thành cái từ là cống hiến Cống hiến anh chị Hy sinh là một cái từ không có tốt Anh chị dành cho cái việc đó chính là Anh chị thường nghe cái từ hy sinh này là ở đâu Ở trong những cái sự việc như nào Như là các anh hùng mình đã hy sinh để giải Để mà lấy lại được cái độc lập tự do đúng không Nhưng hy sinh là một Rồi coi như là mình cho đi hết và mình chấp nhận cái điều đấy Mà bây giờ anh chị hãy thay đổi nha dùng cái từ là cống hiến tôi đâu bao giờ gọi là tôi hy sinh đâu hy sinh cho câu lạc bộ không tôi bảo tôi cống hiến tôi phụng sự cống hiến phụng sự như là lợ mình và lợ cả người anh chị ghi cái khái niệm như cống hiến và phụng sự như là lợ mình và lợ người khác luôn còn mà hy sinh là một một người nhận một người và một người chỉ cho đi thôi không có nhận gì hết và anh chị nhớ là nếu mà anh chị không yêu thương mình ấy, thì không ai yêu thương mình đâu và nếu mình không có tôn trọng mình thì chả ai tôn trọng mình đâu đó là quy luật của vũ trụ nha bên trong thì bên ngoài hấp dẫn quy luật trong ngoài quy luật hấp dẫn nó đều vận hành như thế cho nên nếu bây giờ anh chị chúng ta đang cảm thấy rất là bất mãn mà tủi thân trong cái việc là không ai hiểu cho mình không ai yêu thương mình không ai tôn trọng mình cái nhà này rất là coi tôi không ra gì ấy thì anh chị hãy nhớ điều tôi nói nha trong cái vũ trụ này chỉ có mình và luật hấp dẫn thôi chỉ có mình và luật hấp dẫn thôi cho nên chính xác những cái điều mà các anh chị đang nhận mà là chính xác là những gì anh chị đã phát ra các anh chị đã hành động các anh chị đã cảm nhận và các anh chị đã tập trung vào và trước giờ mình không biết thì ok không sao cả quá khứ thì đã qua anh chị tương lai thì chưa tới còn bây giờ mình đã biết rồi mình thay đổi vô không anh chị ơi bây giờ biết rồi thầy rõ được đầu tiên nè à, các anh chị phải học cách yêu thương mình trân quý bản thân mình đừng có chê mình nữa đừng có nhìn vào những điểm không tốt của mình nữa anh chị ai sinh ra mà hoàn hảo đâu không ai sinh ra mà hoàn hảo đâu anh chị thậm chí những cái người thành công mà tôi gặp trong hai trong ba ngày vừa qua họ kiếm thu nhập phải nói là tiền triệu đô đó anh chị ạ mà bản thân của họ còn có những cái thời điểm mà không được tập trung mà cái những người thành công trên thế giới cũng thế nên các anh chị đừng đừng có chê trách mình đừng có đừng có nhìn vào những cái điểm không tốt của mình nha mình đang không có hoàn hảo đâu anh chị chỉ có hoàn thiện thôi chỉ có hoàn thiện và hoàn thành thôi chúng ta nên tốt lên mỗi ngày mà. Các anh chị đâu có dừng phát triển đâu. Các anh chị mới nên tiến về phía trước. Nha, nên đầu tiên anh chị phải hiểu được rằng là làm gì làm anh chị phải đặt câu hỏi như vậy nè. Nếu mà tôi đồng ý cái việc này, tôi làm cái việc này, nó có tốt cho tôi không? Đầu tiên là có tốt cho mình chứ không? Nếu có thì mình làm. Sau đó là mới tốt cho người khác. Nên là mình làm cái gì làm cả hai chiều cũng như anh chị để ý nha. Tú chưa bao giờ nói rằng là có nhiều anh chị hỏi Tú là thế nhưng làm các buổi gym cho câu lạc bộ thế có được gì không? tôi trả lời thẳng thắn cho anh chị luôn nha. Có. Không chỉ được mà còn được rất nhiều nữa. Nhưng mà cái quan trọng nè cái Tú được là trong túi Tú cái Tú được là ở trong cái giỏ của Tú cái Tú được là Tú nhận về Tú cầm Tú sờ Tú nắm chứ anh chị có sợ được xài chung đâu thì quan tâm mình tú được để làm gì sao anh chị không quan tâm là anh chị được gì nên những anh chị nào mà hay vô dâm mà nghi ngờ Thì kia thời thường, thường vô không học những cái gì đâu tại vì ngồi ngồi canh đâu mà anh có tú có nói cái gì để mà, mà 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 bắt bẻ hay không anh chị hiểu chỗ này không Các anh chị có quan tâm là mình được cái gì trong các buổi dâm không cái anh chị bao trong số anh chị quan tâm là bây giờ tôi đầu tư thời gian ra một buổi sáng một buổi tối một buổi trưa tôi học ít nhất là một trên ba buổi một ngày thì tôi được cái gì anh chị có quan tâm gì đó chứ vào đây không có chơi nha đúng rồi vào đây học kiến thức để trở nên thành công và giàu có nhưng sau đó mới chơi chứ không phải là bây giờ chơi bây giờ học nè có quan tâm mà có chứ thế anh chị đã thấy được cái sự quan tâm đó chưa ý là anh chị đã thấy được cái điều mà anh chị sẽ nhận được trong khi anh chị đầu tư thời gian công sức cũng như tiền bạc của mình tiền bạc là gì Ủa, tiền điện tiền wifi nè máy tính nè rồi sách vở mua về đọc nè anh chị đã thấy được cái 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 kết quả khi mà anh chị uhm, đầu tư thời gian công sức tiền bạc của mình là dung chưa có rồi đúng không anh chị nhìn cái câu chuyện thành công của các anh chị trong câu lạc bộ anh chị có được truyền cảm hứng không những cái câu chuyện của các anh chị lên chia sẻ dung sáng này dung trưa dung tối nha anh chị được truyền cảm hứng không có đúng không ạ ừ. và bao trong số anh chị học tập với câu lạc bộ một thời gian rồi và đã ứng dụng và đã có những cái kết quả, không chỉ là một mà rất nhiều luôn. Anh chị nào có một thì cũng có thể comment lên tôi, anh chị nào có rất, rất nhiều comment tôi luôn. Nói chung là đã có kết quả rồi comment tôi. Anh chị thấy tuyệt vời không? Và đây là một cái cái sự cho đi mà là tôi có nhận về anh chị tại vì khi tôi giúp anh chị đạt mục tiêu của mình thì tú gọi là tự động nha anh chị nha, tự động. Tôi sẽ đạt mục tiêu. Tôi sẽ đạt mục tiêu của mình luôn nó không lắm anh chị nên cái bí kíp mà hôm trước tôi chia sẻ với anh chị là đừng có đòi hỏi mà hãy giờ ngừng đòi hỏi đi anh chị ha mà hãy phát triển và hãy phụng sự và cống hiến thì những cái điều mục tiêu lớn hơn của anh chị ấy, anh chị cũng sẽ đạt được thôi đây là chìa khóa đây là chìa khóa thành công anh chị nha đây là chìa khóa thành công đừng yêu cầu nghĩa là đừng có đòi hỏi là mình phải có cái này có cái kia tôi học 3 tháng là tôi phải đạt được cái này tôi học 4 tháng tôi phải dài được cái kia tôi học 6 tháng tôi học một năm hay tôi làm việc một năm là công ty phải tăng lương cho tôi tôi làm 5 năm công ty phải tăng lương tôi cho có ai cho anh chị cho tôi hỏi có anh chị đi làm mà yêu cầu sếp phải tăng lương cho mình không và được sự đồng ý của sếp không ngoại trừ nhé anh chị nào có năng lực thì tôi không nói nha không không bây giờ anh chị mới là nhân viên mới làm được vài tháng thậm chí một năm không có một cái sự công góp đóng góp công hiến nào to lớn cho công ty cả lên bảo sếp đặt bàn sếp tăng cho em 20 triệu tháng này bây giờ em cần 20 triệu mới đủ chi trả sinh hoạt của gia đình em sếp có tăng không không à có lên phòng kế toán những tiền và đây là lần cuối cùng nhận tiền lương luôn, luôn đúng hay rất đúng à đúng rồi đi về luôn chưa mời bảo vệ lên mời xuống là may vậy đó đó lên đặt bàn đúng không anh chị anh chị trừ khi anh chị có giá trị bao trong số anh chị là chúng ta được công ty rồi hay là nơi mình làm việc tự tăng lương cho mình đâu không biết cầu gì được, được 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 những cái tin nhắn là được tăng lương hết hồn và cho tôi hỏi là các anh chị đã làm gì để mà được để được tăng được cái lương đó phải anh chị đã có rất là nhiều giá trị và có đóng góp công hiến cho công ty và nơi mình làm việc không đó, quy luật cho nhận đó anh chị quy luật cho nhận đó, anh chị sẽ nhìn thấy nó có mặt trong tất cả mọi cái cuộc sống của mình luôn ừ. đầu tiên anh chị phải đặt câu hỏi là mình làm cái này có giúp cho mình ví dụ anh chị cống đóng hiến cống 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 hiến đóng góp cho công ty nhiệt huyết à vì chăm chỉ hơn người khác thì theo anh chị là mình có nhận về được cái gì không bây giờ cho dù anh chị làm việc 10 tiếng đi anh chị cũng sẽ được nhận lương ở mức 8 tiếng thôi nhưng mà cho tôi hỏi là bây giờ anh chị cho đi như vậy theo anh chị là tương lai anh chị có nhận được cái gì không cái đầu tiên mà anh chị có được hơn người khác là tôi chưa nói về tiền nha. Là kinh nghiệm hơn người khác. Trải nghiệm hơn người khác. Cái mà gọi là nó vô hình anh chị. Như bản thân tôi quá từng làm thư ký cho sếp của mình và không lương nha anh chị nha. Nhưng mà cái tôi được nhận là chính là ở gần được nghe sếp của mình đàm phán, sếp của mình trò chuyện với nhân viên, với đối tác rồi cách làm việc ừ. thời à, điểm có nhiều mà nói trời ơi, bao nhiêu việc em còn nhận cái việc nữa rồi có được gì không họ đâu biết đâu anh chị mà có những cái anh chị ha là nó sẽ giúp cho anh chị trong tương lai rất nhiều anh chị không biết đâu Bởi vì khi anh chị làm nhiều hơn người khác mà anh chị phải nghiên cứu nhiều hơn để tìm ra những cái ý tưởng những cái chiến lược giúp cho cái công việc đó, nó nó trơn tru hơn vậy có phải sau này khi mà anh chị có nâng cấp mình hay là mình chuyển đổi công việc đi thì mình đã có một cái lượng thời gian mình nâng cao chuyên môn của mình lên rồi thì phải là anh chị gặp cái bằng đó anh chị xin việc chút khác lương nó sẽ cao hơn còn giờ nếu anh chị chỉ làm đúng 8 tiếng anh chị làm như đó hết việc anh chị về thì mình nhiều năm sau anh chị vẫn là anh chị thôi vậy nếu mà anh chị anh chị làm thêm việc đi ngoài tiền ra thì anh chị sẽ có kinh nghiệm hơn Tôi đây nói về những công việc mà mang tính chất là theo kiểu là làm về văn phòng, làm về những cái ấy. còn làm công nhân thì chắc chắn là không có gì ở đó nha. Công nhân là coi như là 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 là, là, là chỉ mệt mình thôi. <laughs> Bây giờ tám năm tiếng giờ công ty bảo làm thêm thì mình ngoài ra được tiền thôi chứ ngoài cái việc mà tôi có chị bạn ấy, làm về công nhân dày. Ấy. Bây giờ nâng cấp chuyên môn mà tính ra mở cửa hàng dày hay sao? Mà bây giờ mình làm 10 tiếng nè Bây giờ bình thường là trong 10 tiếng nó làm được trăm Trong 5, 8 tiếng là mình làm được trăm đôi Cái bây giờ thêm 2 tiếng nữa 8 tiếng là được 100 đôi Giờ thêm 2 tiếng làm thêm được khoảng 10, 20 đôi nhớ được thêm tiền thôi Chứ ngoài ra có gì nữa đâu Nha, nên tùy theo ngành nghề anh chị Anh chị phải hiểu Được không ạ? À? Đó, cho nên đầu tiên là các anh chị phải ứng dụng Để mà anh chị ứng dụng cái lý do số 2 này nè là anh chị phải bắt đầu học cách yêu thương mình nha đầu tiên phải yêu thương mình và yêu thương mình đúng cách thứ nhất là mình phải gì à? làm cho mình mới lên mỗi ngày trẻ trung ra mỗi ngày khỏe lên mỗi ngày thông thái lên mỗi ngày trí tuệ lên mỗi ngày anh chị biết không tú hai bảy tuổi tú đi học sự kiện vô cô chú anh chị mấy anh chị đi trước ấy. gặp mình ở ngay restroom anh chị nghe là ngay chỗ xếp hàng nhưng người ta hỏi em bao nhiêu tuổi em trẻ tới bảo hai hai sáu hai bảy. Người ta bất ngờ anh chị ừ. và tôi cảm thấy mình rất là tự hào bởi vì mình đã thành công ở tuổi đời rất là trẻ anh chị nha ở đó mà để nói những cái người mà độ tuổi như vậy ít lắm anh chị ngoại trừ những cái quốc gia như đài loan hay là hồng kông thì họ có trẻ nên là trẻ là những cái người trẻ người ta làm kinh doanh thì không nói còn ừ. việt nam mình thì ít lắm nhưng mà vì sao mà tôi thành công thì tôi đầu rất là trẻ anh chị mới tôi làm mớ mình mỗi ngày thông thái là mỗi ngày trí tuệ là mỗi ngày là tôi khỏe là mỗi ngày nó bao những anh chị nào gặp tôi ở ngoài hôm bữa ở sân bay thấy rất là trẻ rồi những anh chị mà trong giống của tôi mà lần đầu tiên gặp tôi gặp ở sân bay chị hết hồn bởi vì ông trên dung anh chị nhìn tôi trinh dung trẻ đúng không hoàn trẻ rất là nhiều ừ. Được không à? Tại vì tôi rất yêu thương mình luôn nha. Không chỉ xinh đẹp đâu. Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền. Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền vừa nhiều chi, nhiều tiền vừa trí tuệ. Và đó là vì sao mà anh chị yêu thương tú Không chỉ là vì giá trị của tú đâu. Mà bởi vì cái phong cách sống của tôi. Và tôi được bố mẹ mình yêu thương mình nè. Chồng mình yêu thương mình nè. Anh chị em mình yêu thương mình nè. Cô gì chú bác mình yêu thương mình nè. Là bởi vì mình yêu thương mình trước. Còn ngày xưa anh chị bông thời điểm trước đó là tôi xòi xòa lắm anh chị. Rồi thôi lết hết lắm nói chung ra đường ấy, mặc đồ gì cũng được hết trơn ấy. Tóc tai thì cứ búi lên như vậy thôi chả làm kiểu cọ gì hết. Ấy. Rồi son môi thì không son. Lúc nào cũng lính qua lính quấn tay sách nách mang ấy, anh chị lúc nào cũng đùm đề trong người nhìn. Mà bây giờ tôi nhiều khi tôi nhìn lại nó sao ngày xưa mà mình có thể mình có thể lâu thôi về được trời. Không có gọn gàng ấy, anh chị. Tay sách cái này, tay sách cái kia rồi áo khoác thì quơ uh, đau mặt đó không có một cái nào gọi là của mình là khẩu trang cũng vậy nữa đụng gì quơ đó nữa. ăn uống thì sời sà. ăn đại ăn uh, ăn uh, rồi da thì da dầu già mặt thì đen kim cương trắng hay đen không quan tâm luôn nói chung là chỉ cần là mình thấy là mình lúc đó thời điểm mình chỉ quan tâm mình kiếm tiền và đúng như rằng anh chị nha lúc đó là gia đình của mình bạn bè của mình những đối tác của mình khách hàng của mình ấy, họ họ kiểu họ mình cảm thấy là giống như là mình rất là ngưỡng mộ những cái người mà được được cái sự và là yêu thương của người khác mình nói ủa mình có sống sai với ai không ta sẽ nhìn mọi người giống như kỳ thị mình vậy đó có vẻ mọi người không có thích mình và ngày xưa anh chị không tôi có chơi những cái người bạn của tôi á và tôi thấy những cái người bạn của tôi nằm cũng được bạn bè uh, bu vào chơi này thích chơi cùng mặc dù mình học rất là giỏi anh chị hồi đó là tôi phấn đấu cho mình làm lớp trưởng là mình học giỏi để, để mình nghĩ rằng mình lên tới vị trí đó là sẽ được uh, người ta uh, chơi cùng lên tới đó cũng chả ai chơi nghĩa là cứ bị cô đơn sao và thậm chí là từng cái thời điểm mình mình chơi con mình và sau này khi mình học em biết rằng trời chơi thì ra là ngày xưa mấy cái người bạn của Tuấn mà chơi thân ấy mà được những người bạn mà uh, trong các cái lớp ấy hay là sau này ra đời họ được uh, nhiều người bu quá anh chị họ xinh đẹp lắm cơ họ thông minh họ trí tuệ lắm họ học giỏi lắm họ rất là chăm chút cho bản thân mình luôn ngày xưa mình nói điệu mất thời gian mình cứ nhanh nhanh chóng chóng ra làm lẹ cho về chứ thời gian nào mà sửa soạn làm gì thì bây giờ mới biết anh chị nha, ừ. cho nên anh chị ơi yêu thương mình trước nè anh chị hồi đen mà như thế sửa đi nha, như nãy có anh chị lên gym, tôi mới mở ra phòng chờ lên dùm mình mặc mặc đồ không được chỉnh chu thì mình vẫn vào sớm, mặc áo hai dây, đồ ngủ nữa, mà áo bông bông anh chị vô ngồi phòi đầu tiên đã vậy còn ngồi bấm điện thoại nữa tôi, trong khi tôi đang chia sẻ ngồi bấm điện thoại đầu tiên là không có tôn trọng người hết dung mà cái nhất cái hai là trả tôn trọng mình trong khi cả phòng dung là 500 con người đang nhìn mình cái thứ ba là không tôn trọng tri thức đang học kiến thức mà không có lo mà bấm điện thoại còn cười nữa không biết nhắn tin với ai sáng sớm chắc nhắn tin với khách hàng hay ai không biết nữa tôi khẳng định là cuộc sống của chị ấy là không thể nào thuận lợi được bởi vì nhìn cái cách người ta làm một việc anh chị nha là cách người ta làm mọi việc. Ừ. Cái cách mà người ta tôi chỉ cần nhìn một anh chị ở đó nha. Họ ăn mặc thế nào thôi là tôi biết cái người đó đang có một cái đang có một cái, cái 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 thói quen gọi là cái cách ứng xử với mình như thế nào. Và những anh chị đó rất nhiều vấn đề anh chị chỉ thay đổi được những cái vấn đề bên ngoài và những cái khía cạnh về mối quan hệ bên ngoài khi mà anh chị biết yêu thương mình thôi. Còn tất cả mọi thứ chỉ phản chiếu cái cách mà anh chị ứng xử với mình anh chị. Được không ạ? À? Anh chị nhớ nha mọi mọi cái mối quan hệ bên ngoài đang đang phản đang đang như thế nào đang phản chiếu cái cách anh chị ứng xử với mình đó. Ừ. Anh đầu tiên Mình đừng có suy nghĩ nhiều anh chị Mình đừng có suy nghĩ sâu xa là mình làm như thế là người ta có không vui không mình làm như thế rồi à, mình ích kỷ không dạ đâu anh chị không nghe một cái câu của bên trung quốc người ta nói à tú thì không muốn anh chị có cái tư duy này hay là mình không vì mình thì chờ chú chấp gì cái nghe ghê quá nghe toàn mà chờ chu với chấp gì không à ừ. bây giờ anh chị phải là gì ạ à? yêu thương mình trước đừng có trách mình nữa đừng có tối ngày xỉ sói rồi ờ, khiển trách mình không thấy khen tí nào chờ cái cơ thể anh chị nó không chịu nổi đâu nhiều khi nó bất mãn anh chị nó không được khỏe nè nó không được thoải mái nè nó bệnh chỗ này nó đâu chỗ kia mà khi mà nó chịu không nổi nó là nó rời xa anh chị luôn đó là đè là vui vẻ luôn nha mà anh chị hãy dành những cái lời yêu thương khen tặng mình đi à. anh chị giỏi mà anh chị tuyệt vời mà tôi làm gì làm anh chị lúc nào tôi cũng khen tiềm thức của mình nó rảnh là tôi khen ngồi không cũng khen làm gì cũng khen trời tôi siêu đỉnh luôn tiềm thức của tôi của tôi, tôi siêu tuyệt vời luôn hai đứa mình siêu giỏi siêu kỷ lục cùng nhau tiến tới thành công nha cùng nhau rồi là nắm tay nhau rồi bước tới vinh quang nhé mình giỏi mà cái này phải rèn luyện anh chị tôi biết là nó sẽ chưa dễ với những anh chị mới nhưng phải rèn luyện mỗi ngày khen mình mỗi ngày đi nếu mà anh chị bảo rằng là làm sao để chồng chị con chị mọi người yêu thương chị và họ vui vẻ họ hạnh phúc thì đầu tiên chiến lược đúng là anh chị phải làm gì đó với mình trước trân trọng mình yêu thương mình mình phải là người hạnh phúc đầu tiên bây giờ anh chị yêu mình sao mà bây giờ anh chị không hạnh phúc và người khác cũng không hạnh phúc với anh chị luôn cái chiến lược đó chưa đúng rồi anh chị ơi chiến lược đó là yêu thương không đúng cách mà chiến lược đúng là gì à Là các anh chị phải làm với bản thân của mình trước Khi anh chị cảm thấy hạnh phúc Anh chị cảm thấy vui đủ đầy Và bình an bên trong thì sao Thì bên ngoài anh chị sẽ có Và khi anh chị có cái điều đó rồi Anh chị sẽ mang lại cho gia đình của mình Chứ bây giờ anh chị không thể nào cho người khác cái điều anh chị không có được Các anh chị chỉ có thể cho người khác những gì anh chị có Và anh chị có thể dẫn người khác tới những nơi mà anh chị đã đến rồi Nha nên cho đi rộng lượng phải đón nhận cười khôi. Và cảm ơn chọn bạn ai khen tặng mình thì mình cảm ơn hết. Đừng có đẩy ra, đừng nói chợ chị có đẹp cho em, chị có giỏi cho em. Dạ không. Nhận hết nha. Vâng, chị cảm ơn em, chị đón nhận. Lòng chị đón nhận lời chúc của em. Lời chị đón, lòng chị đón nhận cái lời cảm ơn của em. Một mới gì người ta vừa nói cái nó chợ chị cũng thế, chị cũng giỏi mà. Rảnh à người ta vừa mới khen chưa kịp vô Tìm thức nó là đẩy ra rồi nhận hết rồi mình kiếm dịp là lần sau mình gặp họ mình khen lại à, trong số anh chị hiểu điều này comment tôi nha và tiền về cũng phải đón nhận luôn phải rèn luyện nói khi tiền về là phải vui mừng ăn mừng đón nhận thành công ăn mừng thành công thay vì ngày xưa tiền về mặt mình cứ chơi chơi ra chợ về có 10.000 à. ít vậy Điểm thấp anh chị đâu biết là số tiền ít hay nhiều đâu anh chị Vũ trụ cũng đâu có biết đâu Vũ trụ chỉ biết rằng à chủ nhân mình thấy tiền là không có vui là thôi không cho tiền về nữa Chủ nhân mình mỗi lần mà trả thanh toán trả tiền thanh toán hóa đơn là không có vui Là đang không thích tiền Cái hành động mà các anh chị thanh toán hóa đơn anh chị bảo đâu chị bé áp lực là do Hóa đơn chị thanh toán hóa đơn em ơi chứ chị vui lắm nhỉ dạ không Nó đang gắn với sự kiện là anh chị đang chi tiền ra mà anh chị không vui ừ. Thì sao ạ? Làm sao anh chị có nhiều hơn được? Tối ngày cái trách móc tiền điện, tiền nước sau so cái tắt thế, gấp đôi, gấp ba lên. À, anh chị than về tiền rồi. Anh chị đang than về tiền. Thì tiền nó sẽ không nhanh về nhiều hơn được. Thì bây giờ chúng ta phải rèn luyện anh chị nha là, là mình phải đón nhận. Khi mà anh chị có được tiền là anh chị phải hiểu rằng đó là một phút lành. Đó là một phút lành là vũ trụ mang lại cho mình. Các anh chị phải vui vẻ, các anh chị phải hạnh phúc, các anh chị phải ăn mừng nha. Thì tình thức mới biết được rằng là chủ nhân của mình rất là vui nha, rất là thích tiền. Hóa đơn về sao hả? Yeah, lòng tôi đón nhận số tiền là 2 triệu đồng, ví dụ hóa đơn trong tiền điện đi. mới đón nhận đi. Rồi xong dùng cái cái phương pháp tiền bạc nhiệm màu với 500 tiền bạc trong 28 lần bí ơn của tôi. Rắc buộc phép màu cho số tiền đó để nó quay về với mình nhiều hơn. Nha, nên đừng quan trọng là có bao nhiêu tiền mà anh chị phải biết rằng là tiền về là một phút lành rồi mỗi lần tiền về là mình phải vui vẻ mình phải ăn mừng và khi mà tiền về hoặc là gì đó anh chị phải tuyên bố ha tôi là 500 trăm xíu hút tiền và tài sản yes cái tiền về là ăn mừng liền anh chị tôi là 500 trăm xíu hút tiền và tài sản yeah đó anh chị phải rèn luyện cái tiền là phải ăn mừng anh chị nha đừng có chơi chơi ra Được không đúng mà kể cả hóa đơn thấy cũng vui xài váy xài phải trả chứ tự nhiên bây giờ mình muốn nhận điện với wi-fi thôi tới lúc mà mình trả mình không trả mình bảo chợ chắc tính sai rồi chứ tháng vừa rồi tôi xài có nhiều đâu không có đâu anh chị à, anh chị cho đi đi, rồi anh chị sẽ nhận về thôi anh chị xài tiền điện tiền anh chị xài điện xài nước người ta đã cho anh chị xài trước khi trả rồi bây giờ tới lượng người ta thu rồi mình phải cho lại chứ chứ mà mình đòi mình nhận hết sao được nha yeah đó nên chị phải nhớ rằng là chúng ta phải bảo vệ cái cảm xúc của mình với tiền à, mình phải suy nghĩ như vậy nè cái mình trả tiền mình trả cho có hóa đơn này cho cho cái đơn hàng này thì mình tiền của mình nó sẽ về gấp 10 lần gấp 100 lần ví dụ như trả 1 triệu thì nó sẽ về 10 triệu về 100 triệu mình ra quyết định như thế đi để mình bảo vệ cái cảm xúc của mình anh chị nhau mình phân tích như vậy nè ủa mình xài mà mình có cơm ăn mình có điện wifi xài mình phải cho cái người mà người ta làm điện người ta làm nước người ta cũng phải có có tiền người ta xài chứ được anh chị ơi ừ. chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện cái điều này nha đón nhận tiền nha rồi mình khen thưởng mình nè mình phải yêu thương mình đúng cách nè và anh chị nhớ nè tiền thì nó không có xấu nha tiền nó không làm thay đổi bản chất của con người mà nó chỉ phóng đại tính cách của người đó lên mà thôi nên nếu cái người đó tâm tốt, tâm sáng, tâm thiện lành ấy, Thì khi họ có nhiều tiền hơn Thì họ sẽ làm nhiều việc tốt hơn Còn cái người mà tính không tốt rồi Khi có nhiều tiền hơn họ sẽ ngày càng không tốt hơn Anh chị đừng bao giờ đổ thừa cái người này uh, Khi mà nhiều tiền bắt đầu thay đổi tính cách vậy không Đừng đổ, đừng đổ lỗi do tiền nha Tiền nó không có tội anh chị Để nói cái người nhà ngày xưa tuyệt vời nó bây giờ giàu giàu uh, giàu bắt đầu đổi tính đổi tính cách vậy không nếu mà anh chị lúc nào anh chị đánh giá phán xét người khác là giàu do nhiều tiền nó thay đổi tính cách là xấu xa rồi không được tốt ấy là tìm thấp anh chị đã biết được rằng anh chị không thích người giàu và không thích tiền và bởi vì anh chị nói tiền không có những cái người mà có nhiều tiền là những người không tốt là anh chị nên không thích người giàu anh chị nên không thích tiền thì tìm thấp nó sẽ không cho anh chị thôi thấy những điều đó nữa anh chị sẽ không thể nào có được những điều đó ừ. anh chị sẽ bị đẩy, anh chị sẽ đẩy xa cái sự tự do tài chính của mình ra xa chúng ta phải hiểu rõ bản chất của tiền nha tiền là công cụ còn nó tốt hay không nó phụ thuộc vào cái người sử dụng Công đổ thừa tiền nha nó không thể đổi bản chất của con người đâu anh chị nha nên chúng ta phải có tư duy đúng về tiền và chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày ừ. được không ạ à? và khi tiền về là phải ăn mừng với chính mình và mình cảm ơn ba lần tôi là năm trăm xíu tiền về tài sản cảm ơn cảm ơn cảm ơn Ừ. Bài gì khen thử mình mọi ngày Ôi tú giỏi quá mình Siêu tuyệt vời thì siêu giỏi nha Siêu tuyệt vời nha Học xong nhưng mà phải khen mình anh chị Tôi kết thúc nhưng mà tôi khen mình ngay Về tới nhà dậy sớm hay làm gì đó Nói chung mà mỗi ngày tôi đều Mỗi hành động của tôi làm đều có ý niệm hết Ừ. Phải chúng ta phải kiên nhẫn rèn luyện Những cái thói quen này được không anh chị ơi phải rèn người kinh những ứng dụng và chúng ta có môi trường câu lạc bộ nè các anh chị việc của anh chị hãy tham gia học tập mỗi ngày và cùng nhau rèn mỗi ngày ngày để chúng ta thay đổi cái con người cũ của mình nha phát triển con người mới lên ok không ạ rồi thì đó là cái nội dung buổi sáng hôm nay anh chị ơi. giờ rồi nè, phải di chuyển rồi uhm. Thì mai mình sẽ đi qua tiêu chữ phú ship tiếp theo nha. Ok rồi, rất là cảm ơn tất cả anh chị trong hành cùng Tú trong buổi sáng ngày hôm nay. À, xin chào tất cả anh chị và vào những cái buổi zoom tiếp theo. Chúc tất cả anh chị của chúng ta có một cái ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công, và có hạnh phúc của mình chào bạn. Và chúc tất cả chúng ta gọi là có một cái hành trình thành công vô cùng tuyệt vời và cùng với tú và câu lạc bộ trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời này anh chị nhé. Ngoài kia rất là nhiều những điều tuyệt vời hãy bước ra thế giới đi ạ làm bắt bo đi anh chị làm hộ chiếu đi anh chị làm hộ chiếu rồi anh chị mới đi được anh chị không làm là vũ trụ không cho anh chị đi đâu anh chị làm đi rồi anh chị mới có chuyến đi được được mà còn anh chị không làm nha vũ trụ thấy anh chị không có không có không có thích đi cho ở nhà luôn rồi xin chào anh chị bye bye